Hôm nay mới nhận thông báo là GS2, GS3 là tháng 9 này bàn giao rồi. Tháng 9 năm 2022, tức là còn khoảng 1 tháng nữa. Đồng ghi là 120 ngày cộng trừ. Đấy đúng không? Tức là 1 đến 2 tháng nữa là bàn giao rồi, GS2, GS3. Khu đẹp nhá, sảnh của lễ tân nhá, cao cấp của Vinsmart Grand Sapphire. Nội khu có bể bơi nhá. Còn có người hỏi là Token 2 thì bao giờ bàn giao? Thông tin là quý 2 nhé, quý 2 năm 2023, tức là 6 tháng đến 12 tháng nữa. Quý 2 đó. Quý 2 là rơi vào tháng 4 cho đến tháng 6 năm 2023, đúng không? 4 tháng 6, coi như 1 năm nữa, quý 2 2023. Đấy, các bạn có thể hỏi đáp bất động sản nhá, Đỏ Smart City nhá. Hiện tại căn mà để cho thuê tốt đó là căn một ngủ nhá, hoặc hai ngủ, hoặc stu. Tức là dòng stu thì ưu điểm giá rẻ, dễ đầu tư, dễ mua dễ bán. Hai ngủ thì phù hợp với đa phần gia đình, đó là bố mẹ và hai con. Ok, tôi sẽ làm nhiều video nữa. Video này nói với câu chuyện đó là GS thì bàn giao đến nơi rồi, GS2, GS3. GS3 thì cạnh cái Sakura đó, và GS2 thì là cạnh cái tường bích họa đó. Token 2 thì cạnh hồ. Khai thác bất động sản Đỏ Smart.